Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình quay video về mega huyền thoại, mình có hai vấn đề để mình nói ha. Hai vấn đề là vấn đề gì các bạn? Vấn đề thứ nhất là hướng dẫn các bạn nạp thẻ. Thì sẵn trong server mình có một bạn đang muốn nạp thẻ để mua con Golden. Để mua con Golden này các bạn, mua trong cái gói này. Đây. Để lấy con Golden. Thì mình sẵn cái ấy xong thì mình có mượn cái bạn ạt đó thì thôi thì hướng dẫn anh em cái nạp thẻ luôn. Thì nạp thẻ bằng cách nào các bạn? Đây là nói nạp thẻ ha. Còn vấn đề thứ hai là nói về sự kiện sắp tới của Mega Huyền Thoại. Thì có thông báo trên trang chủ rồi, mình sẽ nói về vấn đề mà đấu liên server và đấu PB server. Đấu PB liên server thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và bây giờ mình nói về vấn đề đầu tiên là vấn đề nạp thẻ nha. Nạp thẻ thì các bạn có thể nạp bằng cách là mua cạc. Đấy, mua cạc. Mua cạc. Ở gói nào cũng được. Bằng cách các bạn ra tiệm game, nhà game hay gì đó mua cạc. Hay là các bạn phải chuyển qua ngân hàng. Đây, ngân hàng. Hoặc các bạn chuyển qua Momo. Đấy. Thì nói các bạn là khi bạn nạp bằng ngân hàng với Momo, các bạn sẽ được nạp bằng ngân hàng các bạn được 20%, có nghĩa là các bạn 50 ngàn các bạn được thêm 10 ngàn. Còn bạn nạp bằng các thứ khác thì không có. Nhưng mà do bạn này bạn không có ngân hàng thì bạn chuyển qua làm thẻ cạc thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây bạn ha, các bạn nhập mã thẻ cào. Nhập mã thẻ cào, nhập số Sugi. Thì thường bất kể cái game nào cũng vậy, nạp thì phải còn cái mã thẻ cào và số Sugi nha. Các bạn nạp vô. Bấm chữ nạp. Đấy, nó có chữ nạp thẻ thành công. Đấy. Thì sau khi nạp thành công thì sao bạn bạn vô coi lịch sử. Ủa sao chưa thấy gì hết vậy? Chưa có nạp tiền vào game. À cái này là nó mới. Đây, các bạn đợi một chút ha. Đợi một chút thì cái tài khoản đó nó sẽ có hiện đây số dư đây, nạp đây, lịch sử nạp đây. Nạp một lần thì bạn nạp lúc nào thì nó sẽ có hiện đây. Thì các bạn nạp như thế này thì mới là nạp vào tài khoản của game thôi, các bạn chưa chưa tính vào tài khoản nạp trong game này nha. Nè, cái nạp lần đầu là chưa có nha, chưa xuất hiện nha. Đấy. Thì sẵn bạn này bạn bạn muốn quá, bạn muốn nạp thì với lại cũng nạp chơi 50 ngàn nên là bạn ấy không cần cái sự kiện nạp, chứ bình thường nếu bạn nạp like đỉnh các bạn cố gắng đợi tới những sự kiện tích nạp á, nghĩa là nạp 100 ngàn các bạn được thêm quà, 200 ngàn thêm quà, 300 ngàn thêm quà. Đấy. Thì bạn này muốn nạp thì mình có hỏi là tại sao không đợi sự kiện, thì bạn nói thôi em nạp chơi 50 ngàn nữa mà. Thì thôi, thì nạp thì mình nói với bạn vậy. Còn sau này nó có thêm một cái ngày sự kiện tích nạp thì bạn có cái ô đây, nếu bạn nạp thêm nạp được 100 ngàn thì nó có thêm cái code, có cái quà tặng, rồi nạp 200 ngàn thêm quà tặng kiểu vậy. 500 ngàn, triệu gì đó, 2 triệu gì đó, 10 triệu gì đó. Đấy, thì các bạn nên đợi những sự kiện như vậy sẽ tốt hơn cho các bạn nhiều. Ha, bạn vừa nạp mà vừa có thêm tiền thì cái này không có nạp. Rồi, cái này là nạp mới nạp vào ha, được bạn được 50 ngàn, ví dụ như đây 50 ngàn. Thì các chưa có tính vào sự kiện nạp nha. Bây giờ các bạn muốn nạp vô game á thì các bạn bấm vô đây, mua bất kỳ cái gói nào trong này. Gói nào cũng được, tùy tùy theo sở thích mình nha. Nhưng bạn này có nói là mua giùm em cái con Golden, đây, con Golden. 50k, bạn muốn mua gói này, đó. Nó hiện sản phẩm mua thành công, đây các bạn. Đấy, mua thành công thì nó sẽ chạy về bên đây, đây, nó văng hết nha. Rồi. Rồi, qua đây thì các bạn có gì? Đây. Đấy, các bạn có cái này. Đó, nạp đầu tiên thì đương nhiên nhận nha. Nhận cái sự kiện này. Đấy. Đó là tính gì đây mới tính là nạp vào game nha. Rồi. Vậy bạn số dư của bạn sẽ hết nha. Như vậy là tính là bạn nạp vào game, cái kia là nãy mới nạp vào thẻ tài thẻ khoản thôi, nạp coin thôi. Còn sau đó các bạn mua mua trong này. Đấy, này nó tính nè, nạp hàng ngày, các bạn mua trong này nó mới tính nha. Anh em nào nạp target đỉnh, ví dụ như các bạn xác định là nạp 1 2 triệu á, nghĩa là cái thì các bạn nên nạp vào tài khoản đợi sự kiện tích nạp, ví dụ nạp 1 triệu được quà, 2 triệu được quà thì các bạn đợi như vậy. Sau đó bạn nạp hàng ngày, ví dụ ngày được thêm 20 20 20 20 thì bạn nhận được thêm cái này để gương, thì mỗi 7 ngày một lần nó sẽ reset cái này ra một cái gương khác nhau nha. Các bạn sẽ nhận được thêm một con crypto, cuối cùng một con crypto vàng để bạn nâng nha. Đó là nạp để tiết kiệm nhất cho các bạn. Rồi mình nói về vấn đề thứ hai là nói về sự kiện sắp tới của Mega Huyền Thoại.
Đây mấy điện thoại sắp tới sẽ có đủ chuyện sự kiện liên server các bạn ha, liên server. Thì do hôm nay là mình sẽ review cho các bạn cái sự kiện liên server này nha, đánh VV liên server. Thì do hôm nay là không phải cuối tuần. Đây, mình sẽ nói về sự kiện liên server nha. Thì mình sẽ lấy một cái ạc ở bên học viện Mega của mình để review cái sự kiện liên server cho các bạn. Đây, đấu trường liên server, nó có hai đấu trường sắp tới sẽ mở, đó là đấu trường PVP và đấu trường liên server. Thì đấu trường liên server này á, là các bạn một ngày các bạn được 5 lượt đánh thế này. 5 lượt đánh thế này. Đây các bạn, như ạc này của mình á, là đang ở giai đoạn kim cương nè. Còn ạc này là ở bên bậc thầy, bị đánh xuống bị bậc thầy nha. Thì các bạn một ngày được 5 lượt đánh, nó giống như đánh đấu trường bình thường của mình ở trong server các bạn. Các bạn cứ đánh dài lên. Đánh dài lên. Đây như mình đang ở kim cương nè, đổi đối thủ đây đấy, mình thấy ông nào mà mình bấm vô đây mình có thể coi được là ông này mạnh hay yếu để mình có thể đánh hay không đánh đấy. Rồi ở đây thì nó có cái tình báo là nó cho các bạn xem là các bạn này là bạn tấn công người ta nè, cái này người ta tấn công bạn nè, đó thấy không, các trận đánh hay nè, các trận đánh hay của server nè, đó nó sẽ có những trận đánh hay ở đây. Nhà vua một đánh với nhà vua hai là hai ông top đánh với nhau đấy. Mình coi thử xem, lát nữa mình sẽ review tiếp. Đây hai top bên này, bên top 1 là đó. Kyo Ho Ho. Ba cái này chắc team phụ quá, chứ team chính của mấy ông này phải có mega gây chứ. Này là mình lấy ạc bên huyền thoại họ bên học viện mega để review các bạn nha, tại vì bên thần thú bên kia chưa mở ra nha. Này chắc ạc phụ ơi mà. Đấy, này chắc là team phụ thôi chứ team chính là phải có Mega chứ. Mấy ông này nạp VIP 17 18 rồi mà. Đây team chính đây, thấy không? Mình nói mà. Chính thì phải có Mega Ray chứ, thấy không? Các bạn thấy Mega Ray nó xuất hiện ha. Y Dancy, Yachi, Celebi. Đây là nhìn để các bạn hướng tới nhận định đội hình nè. Ba con support Yachi, Celebi với Dancy là một trong những con các bạn có thể cố gắng là những sự kiện rét hay những chuyện gì đó các bạn có thể lấy để nuôi, ưu tiên Celebi với Yachi nè, rồi tới Dancy là con thứ ba. Bạn thấy đây là những xưa những top người ta sẽ xài đó, các bạn thấy không? Rồi con tăng là các bạn thấy rồi. Đam thì y với Mega Ray, thì đây là do bên học viện Mega chưa mở game mình Golden nên là chưa có Golden game mình Golden. Sẵn qua đây cho các bạn thấy giá trị của Celebi 8 sao. Thì mỗi một vòng đấu nó sẽ khiến cho một đồng đội được hồi sinh một cái lá kháng tử để hồi sinh, một lá kháng tử để hồi sinh chứ không phải được hồi sinh nha. Đây là khi mà Gigatina nó ở trạng thái 11 sao, nó sẽ biến cái sân sàn đấu này thành cái giấc mơ nữa, thấy không? Thành cái sàn đấu của nó. Là bên đây là bên tay phải là Yuichi, giờ là bốn con có khả năng hồi sinh này, các bạn thấy ha. Nancy thì tạo ra hậu thuẫn đánh vô nó không bị mất mất máu cho của team đấy.
bạn thấy chủ lực mà còn mà đã đánh ha mạnh rồi mà còn có khả năng hồi sinh nữa thì các bạn biết là team nó dễ dễ thắng hơn thế nào rồi. Bên ông server 8, bên ông server 13, hai ông. Nay con Celebi vừa mới hồi sinh đó. Rồi, kết thúc. Rồi, nói tiếp. Đó là mình mới xem một trận thôi. Nói tiếp nha. Thì ở đây mỗi ngày các bạn được 5 lượt đánh ha, các bạn có thể đổi đối thủ, các bạn có thể nhìn vô đây thấy đối thủ nào mà vừa tầm thì các bạn đánh ha. Xếp hạng thì đây là nó có xếp hạng nè, đó. Rồi. Rồi các bạn đội hình phòng thủ thì nó có tổng cộng 12 con, các bạn chú ý nha, 12 con phòng thủ thì các bạn nên up một team chính, còn mấy team kia thì sơ sơ thôi, up sơ sơ rồi bỏ lên nha. Bỏ lên. Đấy. Rồi trong đây là phần thưởng. Thì đối với những anh em mà giống như ạt này của mình nè, được chiến thắp thì các bạn có thể ngày đầu tiên á các bạn cố gắng đi vô sớm 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 để làm gì các bạn? Bạn đánh được lên tới bậc nhà vua. Bây giờ ngày đầu thì rất là nhiều anh em chưa có thể on nên ạt yếu yếu thì có thể đánh lên được nhà vua sớm. Để đánh nhà vua để lấy quà, mục đích cuối cùng là lấy được quà này. Lấy quà này là tính tổng 14 ngày. Thì các bạn chỉ cần đạt được cái mốc thôi là các bạn lấy quà nha. Giống như mấy này mình có mốc rồi là mình chưa nhận thôi. Còn nếu anh em nào mạnh mạnh như ạt ạt này của mình thì không cần đợi, không cần đánh liên tục mà các bạn cứ đánh một hai ngày gì đó là các bạn sẽ đánh được lên tới mốc này. Đấy, như mốc này nữa không? Hay như mình đánh lên tới mốc này rồi. Thì cứ ngày đánh 10 lượt, 10 lượt thì cuối cùng cũng lên thôi. Rồi xong rồi mình mới đánh xuống thì không quan trọng, quan trọng là mình vẫn đánh lên. Giờ tới cuối mùa mình cố gắng là đánh được vào trong top này sẽ được quà, quà này đó thấy bạn thấy không? Hạng 1 này, hạng 2 thế này. Rồi hạng này thế này, hạng 10 này cố gắng đánh lô top này mảnh đỏ, còn dưới này thì mảnh gì đó. Đó, cái là quà ha. 7 ngày chính giữa thì có 7 ngày rồi có thêm quà nữa. Rồi phần thưởng thì các bạn cố gắng được móc nha, móc cuối cùng nha, móc ưu tiên là móc cuối cùng. Mỗi ngày các bạn đánh 10 lượt đó thì cứ này là phần thưởng ngày nè, đánh đánh 7 lượt thì có thêm cái mảnh nhan đăng vàng. 10 lượt thì mảnh nhan đỏ, không biết bên Mega Huyền Thoại thì nó có cái này có như vậy hay không thì mình cũng chưa biết. Bây giờ cơ bản này chắc cũng giống giống vậy thôi. Rồi như ạt này thì mình có thể đánh lên đấy, ví dụ lựa con này ông này đánh lên mà do mình đây trong ngày nó cũng không có tổng kết sự kiện trao giống như đấu trường hàng ngày nên là bạn dù có đánh lên hay không đánh lên cũng được, không quan trọng nha, không quá quan trọng, không quá quan trọng. Thua luôn coi à, ạt này ông để bên đây mình cũng không coi kỹ, thua nó không quá quan trọng nên là bạn cũng có thắng thua kệ nó cũng không quan tâm. Đây như là này bây giờ đang ở kim cương 1 thì lựa đối thủ giống này coi có Celebi thì không nên đánh tại ạt này không có Celebi. Dứt gom đó bạn cứ lựa đối thủ thôi. Nhưng mà bạn thấy không, ạt yếu yếu là lên đây giờ này lên đây là đánh không lại rồi nè, đánh mấy ạt này sao lại. Bạn nghĩ đi, bây giờ nếu mà đánh không lại thì các bạn không có ấy, nếu mà các bạn yếu yếu bạn không đánh lên được top thì mất quà, hoặc là các bạn có thể nhắn tin mà nhắn tin cũng hơi khó nữa, phải khác server mà sao nhắn được kiểu vậy, thấy không bạn thua. Nên bởi vì mình phải yêu nói các bạn là cố gắng là những anh em yếu yếu thì lên sớm một chút, còn những anh em mà top á các bạn cũng thôi là đánh lên nhận quà rồi các bạn có thể tháo đồ ra cho anh em khác đánh lên. Đấy, thì xem như là giúp đỡ anh em với nhau để thêm nhận thêm quà, quà đó là quà chung mà. Đấy bây giờ lên tới bậc thầy rồi nè, là mình nhận được quà bậc thầy. Đấy. Đây, còn tới bậc nhà vua nè, nhà vua thì giờ kiếm ông nào nhà vua mà lực chiến thấp thấp một chút. Như ông này nè. Ôi. Thấp mẹ gì ông này lực chiến ở cùng server với mình. Nhà vua hạng 30 đánh không lại luôn, 19 hạng 22 đó, lên đây là đánh hết lại các bạn.
nói gì thì bạn không có được quà kiểu vậy. Silvi 8 sao y sao đánh lại mà hiểu không? Nó lý do tại sao mình kêu bạn là lên sớm sớm, càng sớm càng tốt thì các bạn sẽ được lợi hơn rất là nhiều. Lên lấy quà xong rồi thôi, quà rồi các bạn có thể góp xuống hàng dưới cũng được, hiểu không? Các bạn hiểu hiểu ý mình nói ha. Đánh đại thua là không được quà. Thì mình sẽ nhắn tin với một ông trùm server, mình nó kêu ổng hạ team để cho mình đánh thôi. À, vì sao các bạn reset nhiều quá nó sẽ tốn vàng nha bạn ha. Mình quên, mình kêu ông trùm server hạ team được rồi. Giờ kiếm nó, kiếm ổng đâu rồi? Nhưng không gặp luôn á. CLB mà các bạn thấy là gần như xuất hiện ở tất cả các top nha. GG CLB. Thất bại. Thôi kiểu vậy ha, bây giờ mình sẽ nói tiếp với sự kiện khác. Rồi, bây giờ là đấu BV. BV này thì cuối tuần mới diễn ra nên là mình sẽ cắt, mình sẽ lấy một cái video cũ để cho các bạn xem. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem một video về đấu trường BVB. Thì đấu trường này chỉ diễn ra vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật thôi, nên là hôm nay là thứ hai là mình không thể nào review cho các bạn được. Thì cái sự kiện nó diễn ra là cuối tuần cái này nó có hai chế độ là đánh đấu trường đội của các bạn, là đội các bạn, còn này là shop ha, đội các bạn, và cái đấu trường này là không không giới hạn nha, không giới hạn. Thì các bạn sẽ được sử dụng team của các bạn để đánh. Đây team của các bạn nha, team đây là team của các bạn để đánh. Thì như như thế này thì các bạn nó sẽ một có số con bị cấm bên tay phải là gọi là đấu trường không giới hạn nè, còn đấu trường giới hạn là những cái con đó không bị cấm ha nha bạn ha. Rồi nó tìm hơi lâu. Sao lâu vậy ta? Đây, sẽ tìm đối thủ ở server khác. À cái này là, ủa sao cái này, à cái này là mình tìm không giới hạn, tìm lâu quá không thấy. Mình qua trận đấu giới hạn, qua giới đấu giới hạn, mình tìm đối thủ bạn. Thì đấu giới hạn là sao bạn? Đấu giới hạn là các bạn sẽ có những cái con mà nhà game nó cho sẵn full sao như thế này. Đấy, các bạn chọn đầu tiên là giai đoạn đầu là các bạn chọn ba con đấy, còn ba con bất kỳ, sau kết thúc 20 30 giây thì nó sẽ hai bên đối thủ xác nhận xong thì nó sẽ bắt đầu cho các bạn chọn ba con tiếp. Đấy, đầu tiên các bạn chọn ba con thôi, bạn chú ý nha. Còn những con này thì các bạn vô chỗ đội hình các bạn sẽ chỉnh nha. Đấy thì ở đây là vô đội hình các bạn sẽ chỉnh. Đấy, xuất hiện ba con ha, bên đây ba con. Rồi bây giờ là đợi tí bạn chọn tiếp ba con nữa nha, ha. Tiếp ba con nữa. Đấy, chọn ba con bất kỳ. Bên đây người ta chọn ba con, mình chọn ba con. Rồi đây là tới lượt mà ship ship team như thế nào. Đấy, rồi nó vô đánh nha. Bạn thấy đánh tự động hoặc là đánh để cho nó tự động đánh hoặc là bạn tự đánh nha, tùy. Đấy, thắng thì các bạn sẽ nhận được quà. Đấy, thắng thì một ngày các bạn sẽ có 5 lượt để nhận cái này. Rồi, 6 lượt chứ, 6 lượt. Để nhận này thắng thì được cái hạt này. Đấy, cái hạt đó sẽ giúp cho các bạn vô trong shop để mua đồ nha. Đó là chế độ không giới hạn nha, chế độ không giới hạn thì các bạn sẽ sử dụng Pokemon của nhà game đã nó phát hành. Đấy. Còn chế độ giới hạn. Chế độ thì sử dụng team của các bạn nè, chế độ giới hạn thì sử dụng team của các bạn. Mà sử dụng team của các bạn để đánh thì nó giới hạn, nó cấm một số con. Hiểu vậy ha. Các bạn cũng đánh. Rồi, đây là đánh xong các bạn vô shop. Các bạn đạt được điểm, ví dụ như đạt 800 mới mua được món này, đạt được 9.600 mới mua được món khác, kiểu vậy nó sẽ giới hạn cho các bạn ha. Một tháng nó sẽ tính reset lần. Đấy.
hay dùng cái điểm mà các bạn đánh được á, cái con hạc hay chim hạc á, để mua nha, để mua nha. Rồi đó là đấu trường DBV nha. Mình do thứ bảy chủ nhật nên mình không có, mình không thể review cho các bạn kỹ hơn. Mình chỉ nói qua thông qua video cũ nha. Rồi, tiếp theo thì các bạn có theo dõi kênh của mình á thì các bạn thấy là trên kênh mình có đang có một cái sự kiện diễn ra, đó là tặng tặng ạt các bạn. Đây, tặng ạt. Ạt thì các bạn có thể nhớ nha, nhớ xem cái video này. Video thần thú đại chiến review 2S cộng sắp tới và công bố kết quả là tặng ạt nha. Những bạn tham gia, các bạn cũng nhớ là tham gia comment ở bên video này nha. Chứ còn những bạn khác, hôm bữa mình có cái làm video thì một số anh em comment ở bên cái video của học viện không đạt nha, không đúng nha. Bạn cứ comment bên đây mình sẽ tranh thủ mình trả lời. Bạn nhớ cố gắng nha, coi thì có cái sự cái điều kiện nhận ạt nha. Đấy, điều nhận ạt rồi. Đó là những gì mà mình chia sẻ với các bạn. Qua đây nếu mà anh em nào có cùng server với mình, server 41 ở bên bên Mega Huyền Thoại á, hoặc là những anh em khác cũng được, muốn giao lưu chia sẻ thì các bạn có thể cùng nhau. Đây là nhóm chat của Zalo server 41 bên Mega Huyền Thoại nha. Anh em nào có muốn giao lưu hoặc là cùng server tham gia chung giao lưu chơi, cũng có hỏi học hỏi trao đổi kinh nghiệm, vừa giao lưu vừa nói chuyện với nhau thì các bạn có thể liên hệ với bạn có thể add vô Zalo này, nhóm Zalo này để mình có thể cùng nhau liên nói chuyện trò chuyện nhau cho vui ha. Rồi còn cái cuối cùng là cái cuối cùng mình muốn nói là code nha. Có sự kiện sôi nổi thì các bạn không biết có nhập chưa, các bạn cố gắng nhập nha, quà được quà quà nha. Anh em thì nói chung thì có quà là rất là vui rồi, mình các bạn cũng hiểu điều đó. Hết hạn vào ngày 10 nha, các bạn cố gắng nha. Rồi đó là những gì mình trao đổi, mình chia sẻ với anh em những gì mà sự kiện sắp tới của Mega Huyền Thoại, rồi hướng dẫn cách nạp game là như thế nào rồi, và có sự kiện tặng ạt trên trên nhóm trên video của mình. Mong các bạn có thể tham gia, hoặc là các bạn thấy rồi video này mình hữu ích đó, thì mình các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ, một ủng hộ cho mình, hoặc là tương tác lần cho mình giùm. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video khác nha các bạn ha.